Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí. Hãy cùng tiếp tục khám phá những điều bí ẩn đầy kỳ diệu qua phần tranh tài của Quỳnh Anh, Nhật Minh và Hà My. Với tài năng biểu diễn và sự hóa thân tuyệt vời vào những câu chuyện thần thoại, rất nhiều những điều hấp dẫn đang ở chặng tiếp theo của chuyến đi đến thế giới thần tiên. Này người yêu sao ai, em đang nghe gì trong tiếng sao? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cổ tích. Ở trên sân khấu cô nhìn thấy được một sự dễ thương, hồn nhiên, đúng với lứa tuổi của con. Nghe con hát cô cảm thấy rất là dễ chịu. Lúc mà con ngồi ở trên cái con sò đó đó, trời ơi con dễ thương. Tuy là cái mặt con nó hơi lo lắng. Dạ không, con đang diễn kiểu ma mị. À, diễn ma mị mà sao nó ra là diễn thành ma mị lo lắng vậy con? Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát Phiên Bản Nhí phát sóng vào 21 giờ thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.